Rồi tiếp tục mình sửa Cambridge Key English Test, viết tắt là CAT 7, Test 3, Reading and Writing Part 1. Rồi mình đã qua tới cuốn 7 rồi ha, cho nên bây giờ cái format này cũ thì cách làm là như nhau. Cho nên thầy đi thẳng vô giải cho nó nhanh ha các bạn. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là thầy không có đọc lại nữa. Cho nên chỉ dành cho các bạn nào, bởi vì chúng ta chủ yếu là ưu tiên cho các bạn học trực tiếp tại lớp. Còn mấy bạn nào coi lại thì chịu khó coi lại nhiều lần. Rồi vậy thôi ha. Mình có một cái ví dụ, tức là thông tin bên trái mình đọc match với thông tin bên phải vậy thôi. There no cost to leave your car here if you use a shop. Không có tốn phí để xe hơi của bạn ở đây nếu mà bạn dùng cái shop này, tức là bạn đi vô cái shop này bạn mua sắm, thì đáp án người ta là C rồi. Ví dụ ta xài chữ C nên mình đánh dấu vô một cái, chút đừng có mất công mất thời gian đọc lại. Là Animal World, free parking for customer Monday to Saturday, là đậu xe miễn phí ha. Cái này là cái tên của cửa hàng là thú gì thế giới của loài thú. Rồi đậu xe miễn phí dành cho khách hàng từ thứ hai cho đến thứ bảy. Number one, you shouldn't go in through the front entrance of the shop, là bạn không nên đi vào qua cái cửa trước của cái cửa hàng. You shouldn't go in through the front entrance of the shop, có thể nó bị hư hay sửa chữa gì đó. Number two, extra staff are needed here for weekend work, cần thêm cái nhân viên làm việc ở đây vào công cho công việc cuối tuần. Please ask the shop assistant if you need any help, vui lòng hỏi cái nhân viên bán hàng nếu mà bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Number four, you cannot buy a pet here on Saturday or Sunday afternoon, bạn không có thể mua thú cưng ở đây vào ngày thứ bảy hoặc là trưa ngày chủ nhật ha. These are cheaper at the moment, những cái này thì đã rẻ hơn vào lúc bây giờ. Rồi xong, mình đọc qua bên phải, đọc xong mình làm thôi. Câu A, this month only 60% discount on all pet care magazine, chỉ có tháng này thôi ha, giảm giá 60% trên tất cả những cái bạn gặp một cái cụm danh từ như thế này, mình lấy này mình dịch trước, tạp chí chăm sóc thú cưng, tất cả tạp chí chăm sóc thú cưng. Vậy có phải nó tương đương với câu số 5 nãy mình vừa mới đọc không các bạn? Dear cheaper at the moment, vậy câu số 5 mình điền vô là A ha. Rồi ok, tiếp tục mình qua câu B. Special offer, free toy with every box of dog food, một cái sự khuyến mãi đặc biệt ha. Có một cái món đồ chơi miễn phí với mỗi một cái hộp đồ ăn cho chó. Thì nó không có hộp với cái ý nào hết, mình bỏ qua. Rồi câu C thì ví dụ làm rồi, qua câu D. Pete Pets là cái cửa hàng thú cưng Pete, 6 a.m. to 8 a.m. to 6 p.m. weekday, là ngày trong tuần thì từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Còn weekend thì là 8 a.m. to midday. Midday có nghĩa là 12 giờ trưa đó các bạn, giữa trưa mà. Như vậy nó sẽ phù hợp với cái câu mà hồi nãy mình không thể mua cái con thú nè. Câu số 4, cannot buy a pet here on Saturday or Sunday afternoon. Tại vì Saturday thì nó là cũng và Sunday là nó thuộc về cái gì? Như vậy ngay chỗ này nó afternoon này nè, nó bổ nghĩa cho cả Saturday và Sunday luôn. Tức là trưa thứ bảy hoặc trưa chủ nhật. Còn ở đây weekend thì kể cả weekend là ngày thứ bảy và chủ nhật đều từ 8 giờ sáng cho đến trưa thôi, chứ còn buổi chiều họ không có bán. Cho nên ngay chỗ này nè là mình không thể mua được mấy cái con thú này vào cái buổi chiều của thứ bảy và chủ nhật. Vậy câu số 4 mình sẽ điền vô là D ha. Ok, tiếp tục mình xuống câu E. Wanted sales assistant là đang tuyển dụng. Wanted mà trong báo có chụp cái hình thì đó là truy nã, còn ở đây nó là đang cần người, cần người sales assistant, cần người bán hàng. Saturday to Sunday 11 a.m. to 6 p.m. 6 pound per hour, tức là từ thứ bảy nè đến chủ nhật 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 6 pound cho 1 giờ. Thì bên đây hồi nãy mình có một cái câu mà họ cần người đây. Extra staff are needed here for weekend work, là cần thêm nhân viên mà làm việc vào công việc cuối tuần. Vậy thì mình vừa mới đọc, mình sẽ đánh vô câu số 2 của mình là E ha. Rồi tiếp tục xuống câu số F. Japanese goldfish for sale 5 pound each, cá vàng Nhật Bản đang để bán, tức là đang chỗ này đang bán cá vàng Nhật Bản 5 pound cho mỗi một con.
Nãy giờ bên kia không có dính gì tới cái ý mua cá hết. Rồi câu G on customer during building work you side door only. Khách hàng, tất cả khách hàng chú ý ha. Vì sao công việc building trong suốt cái khi mà sửa chữa cái tòa nhà, công việc của cái tòa nhà này nè, thì sử dụng cái side door only, chỉ được sử dụng cái cửa hông thôi. Như vậy hồi nãy có một cái câu số 1 là bạn không thể đi vào bằng cửa chính nè, nó phù hợp nghĩa với cái đó thì mình đoạn số 1 là G. Tiếp tục câu H. Bags of animal food too heavy, our staff will carry them for you. Cái giỏ đồ ăn cho thú cưng, cho những mấy con vật á, thì nó nặng, cho nên nhân viên của chúng tôi sẽ mang chúng giúp cho bạn. Vậy thì hồi nãy mình sẽ please ask the shop assistant if you need any help. Nhân viên cửa bán hàng sẽ vác ra xe cho mình chẳng hạn. Rồi đây câu số 3 mình điền vô là H ha. Rồi xong part 1.